Tháng 1 năm 2017, tại hạt Maury, Tennessee, một sự kiện gây chấn động đã xảy ra khi Ted Kamin, một giáo viên 50 tuổi phụ trách giáo dục sức khỏe tại trường trung học công lập, bị bắt gặp hôn lên môi Elizabeth Thomas, một nữ sinh chỉ mới 15 tuổi. Mặc dù cả hai phủ nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm đặc biệt nào, việc họ dành quá nhiều thời gian bên nhau đã khiến cảnh sát đặt dấu hỏi về tính chất của mối quan hệ này. Ngay sau sự kiện này, Elizabeth bị cấm tham gia lớp học của Ted như một biện pháp ngăn chặn tiềm năng sống. Điều quái đản tiếp theo diễn ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2017, khi Elizabeth lại xuất hiện trong lớp học của Ted mặc dù đã bị cấm. Ba ngày sau, thông tin về việc Ted có vợ và hai con gái cũng đã bị tiết lộ, và nam giáo viên này đã bị đình chỉ dạy không lương để điều tra sự việc. Một sự biến cố quan trọng diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2017. Khi Elizabeth liên lạc với chị gái và cho biết sẽ về nhà trước 18 giờ, cô nói rằng nếu không về trước thời hạn này, hãy gọi cảnh sát. Tuy nhiên, điều đáng sợ đã xảy ra khi cô không trở về nhà và mất tích từ đó. Theo Cục Điều tra bang Tennessee, TBI, từ 7 giờ 30 đến 7 giờ 45 sáng ngày 13 tháng 3 năm 2017, một người bạn đã đưa Elizabeth đến một nhà hàng ở Columbia, Tennessee. Video từ camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của Ted đổ xăng cho chiếc xe Nissan Rogue tại một trạm xăng cách đó không lâu. Sự biến mất đầy bí ẩn của Elizabeth đã khiến gia đình của cô báo cáo với cơ quan chức năng vào cuối ngày 13 tháng 3. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Maury đã nhanh chóng đưa tên của Elizabeth vào Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia trực tuyến. Đáng lo ngại hơn, TBI đã phát cảnh báo nguy hiểm cho trẻ em vào ngày 14 tháng 3 và ban hành lệnh bắt Ted với cáo buộc dâm ô trẻ vị thành niên. TBI không ngừng nỗ lực tìm kiếm thông tin về cả hai. Cảnh báo Amber cũng được lan tỏa rộng rãi để thu hút sự chú ý và trợ giúp từ cộng đồng. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 3, chỉ có 125 tin báo được nhận, mức thấp đáng lo ngại với một cảnh báo công khai như vậy. TBI cho biết có thể Elizabeth và Ted đã trốn. Hàng trăm tin báo được gửi đến Cục Điều tra bang Tennessee, TBI, nhưng không có bằng chứng nào đáng tin cậy được cung cấp. Đến cuối tháng 3, cơ quan này cơ bản tìm thấy thông tin đáng tin cậy đầu tiên, đưa các điều tra viên đến một đoạn video giám sát cho thấy Elizabeth đang theo sau Ted tại siêu thị Walmart ở thành phố Oklahoma vào ngày 15 tháng 3. Bức ảnh từ video giám sát cho thấy Elizabeth Thomas đi theo sau Ted Kamin tại siêu thị. Cùng lúc đó, các nỗ lực điều tra của cảnh sát đã tiết lộ những hành vi đáng báo động từ phía của Ted. Các bằng chứng gợi ý rằng ông ta có thể đã lạm dụng sự tôn trọng như giáo viên để thao túng và thiết lập mối quan hệ với mục đích tội ác tình dục với Elizabeth, một nữ sinh dễ bị tổn thương. Trường học đã công bố việc sa thải Ted dựa trên kết quả của cuộc điều tra. Theo TBI, vào ngày 5 tháng 3 năm 2017, Ted đã tìm hiểu trên Internet về việc kết hôn với người chưa thành niên. Ông cũng đã xem một video trên YouTube về cách tháo dấu GPS khỏi ô tô. Những bằng chứng này cho thấy rõ ông đã lên kế hoạch từ trước cho vụ bắt cóc. Anthony Thomas, bố của Elizabeth, chia sẻ rằng khi tin tức về việc Ted hôn con gái lan truyền, ông đã nói với Elizabeth rằng cô bé sẽ không bao giờ có khả năng vào đại học, không thể được nhận vào bất kỳ trường đại học nào và sẽ không thể theo đuổi sự nghiệp sau sự việc này. Chị gái của Elizabeth, người cùng học trường, cũng tiết lộ rằng cô bé đã trở thành đối tượng bắt nạt từ các học sinh khác sau sự việc hôn nhau, khiến cô bé cảm thấy muốn rời khỏi trường. Các nhà chức trách đã nhấn mạnh rằng không có sự đồng tình nào về những gì diễn ra giữa Ted và Elizabeth. Sự việc này không phải là một câu chuyện lãng mạn mà là một tội ác nghiêm trọng. Brent Cooper, ủy viên công tố quận, tuyên bố với truyền thông. Sau khi sàng lọc hơn 1.500 tin báo từ quần chúng, cảnh sát đã theo dấu Ted và Elizabeth đến một ngôi nhà gỗ hẻo lánh ở Jacksonville, California. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2017, cuộc đuổi bắt đầy kịch tính đã kết thúc khi cảnh sát giải cứu thành công cô gái và bắt giữ Ted. Tháng 1 năm 2017, tại hạt Maury, Tennessee, một sự kiện gây chấn động đã xảy ra khi Ted Kamin, một giáo viên 50 tuổi phụ trách giáo dục sức khỏe tại trường trung học công lập, bị bắt gặp hôn lên môi Elizabeth Thomas, một nữ sinh chỉ mới 15 tuổi. Mặc dù cả hai phủ nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm đặc biệt nào, việc họ dành quá nhiều thời gian bên nhau đã khiến cảnh sát đặt dấu hỏi về tính chất của mối quan hệ này. Ngay sau sự kiện này, Elizabeth bị cấm tham gia lớp học của Ted như một biện pháp ngăn chặn tiềm năng sống. Điều quái đản tiếp theo diễn ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2017. Khi Elizabeth lại xuất hiện trong lớp học của Ted mặc dù đã bị cấm. Ba ngày sau, thông tin về việc Ted có vợ và hai con gái cũng đã bị tiết lộ, và nam giáo viên này đã bị đình chỉ dạy không lương để điều tra sự việc.
một sự biến cố quan trọng diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2017, khi Elizabeth liên lạc với chị gái và cho biết sẽ về nhà trước 18 giờ. Cô nói rằng nếu không về trước thời hạn này, hãy gọi cảnh sát. Tuy nhiên, điều đáng sợ đã xảy ra khi cô không trở về nhà và mất tích từ đó. Theo Cục Điều tra bang Tennessee, TBI, từ 7 giờ 30 đến 7 giờ 45 sáng ngày 13 tháng 3 năm 2017, một người bạn đã đưa Elizabeth đến một nhà hàng ở Columbia, Tennessee. Video từ camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của Ted đổ xăng cho chiếc xe Nissan Rogue tại một trạm xăng cách đó không lâu. Sự biến mất đầy bí ẩn của Elizabeth đã khiến gia đình của cô báo cáo với cơ quan chức năng vào cuối ngày 13 tháng 3. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Maury đã nhanh chóng đưa tên của Elizabeth vào trung tâm thông tin tội phạm quốc gia trực tuyến. Đáng lo ngại hơn, TBI đã phát cảnh báo nguy hiểm cho trẻ em vào ngày 14 tháng 3 và ban hành lệnh bắt Ted với cáo buộc dâm ô trẻ vị thành niên. TBI không ngừng nỗ lực tìm kiếm thông tin về cả hai. Cảnh báo Amber cũng được lan tỏa rộng rãi để thu hút sự chú ý và trợ giúp từ cộng đồng. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 3, chỉ có 125 tin báo được nhận, mức thấp đáng lo ngại với một cảnh báo công khai như vậy. TBI cho biết có thể Elizabeth và Ted đã trốn.